Đấy. Đấy mốc ấy. Đấy. Chờ tao lấy cho mốc nè. Lấy cho mốc rồi. Lấy cho mốc rồi. Đấy. Đấy. Đấy, chị đặt lấy cho mốc bây giờ. Đặt lấy cho mốc mà. Mấy cái ớt chứ ớt mốc vậy? Sao? Nó không mò à? À, cô vậy nè. Cái gì có đó. Ôi bỏ rồi. Bỏ ưu tiên rồi.